nguyên tích phúc cầu an đầu năm. Nhân dịp đầu xuân mới, quý thầy, quý sư cô xin được gửi lời chúc lành đến toàn thể pháp hội đạo tràng. Một năm mới thật là an khang thịnh vượng, gia đình được hạnh phúc, công việc làm ăn được hanh thông và phát đạt. Cũng như xin được chúc lành đến cô thủ nhang Bích Ngọc và toàn thể những ban hộ trì Tam Bảo trong chùa Đồng Tâm. Một năm mới vạn sự được cát tường và ngôi chùa Đồng Tâm sớm đủ duyên lành hoàn thành công tác xây dựng để lan tỏa Phật pháp đến khắp muôn phương. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, mỗi một mùa xuân về thì mùa xuân là ý niệm thiện lành của cuộc đời. Hoa mà chúng ta tết lên ở đây, có những hoa là giả đúng không? Như hoa mai, như hoa đào. Chúng ta ở quê hương thứ hai, xa xứ, chúng ta kết những cái bông hoa giả. Nhưng mà chúng ta mỗi khi nhìn thấy cái bông hoa giả này xuất hiện ở đâu thì là mùa xuân đã nở ra ở đó, phải không? Rõ ràng là cái bông hoa thì giả mà mùa xuân lại thật. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng ở ngoài trời dù có tuyết rơi, dù có trời lạnh, và ở ngoài trời hình như người phương Tây họ không có một ý niệm nào về mùa xuân của người Việt ta cả. Nhưng mà chúng ta bước vào trong ngôi nhà của từng bà con Việt, nhìn lên bàn thờ gia tiên, bàn thờ Phật, nhìn cái phòng khách, rồi chúng ta trở về chùa, về đền, chúng ta nhìn thấy cây mai, cây đào giả thôi. May mắn thay là có một ít đào thật, rồi một vài chậu quất thật, là chúng ta có mùa xuân rồi. Và tự nhiên ở đó ý niệm mùa xuân đã xuất hiện trong lòng mỗi con người chúng ta. Chúng ta nhìn thấy cái mai giả, cái đào giả, nhưng mà chúng ta nhớ quê thật, chúng ta nhớ nhà thật, nhớ mẹ thật. Rồi nhìn cái bánh chưng xanh, chúng ta nhớ quê hương mình thật. Và tự nhiên trong lòng của chúng ta dâng lên những lời chúc nguyện. Nếu mình lâu lắm chưa về thì mình thắp nén hương xin lỗi tổ tiên, chúc lành cho cha mẹ, xin lỗi cha mẹ, chúng con còn bận nhiều việc chưa về. Nhưng nếu mình đã may mắn được về, được đoàn viên, thì mình cũng thắp lên một cái niềm vui thật lửa trong lòng mình những ngày mình chuẩn bị về quê, mình đón xuân đoàn viên cùng gia đình. Vậy cho nên trong cái bài thơ mà thầy viết mỗi lần thầy nấu bánh chưng, cái bài thơ tên là Xuân Bất Diệt, thì thầy có hai câu thơ thầy viết như sau. Chính thầy là tác giả. Thầy viết rằng: mai đào giả mà lòng con rất thật, khóe mắt cây hay khói bếp lửa hồng. Nghĩa là mình nấu bánh chưng, mình đốt lửa lên, mình tưởng khói bếp nó cay, nhưng không, lòng mình cay. Cay vì lòng mình nhớ quê lúc đó. Vậy cho nên mỗi khi một ý niệm mùa xuân xuất hiện trong lòng chúng ta là chan chứa tất cả mọi ý nguyện. Như một mùa xuân nguyện ước, ở trong đó con xin dâng lên lời chúc nguyện cho cha mẹ của con được trường thọ sống lâu. Cha mẹ sống lâu để còn che chở cho con, còn dạy bảo cho con, còn cầu nguyện cho con. Có câu kinh trong mỗi mùa mà ta nhắc tới cha mẹ rằng là: đêm đêm con thắp đèn trời cầu cho cha mẹ sống đời với con. Mình cầu cho cha mẹ mình được sống lâu để ở bên mình, càng lâu thì ánh mặt trời càng soi chiếu cho chúng ta. Và rồi cha mẹ còn sống thì cha mẹ lại làm gì nào? Cha mẹ còn sống thì đêm đêm mẹ thắp đèn trời cầu cho con trẻ suốt đời bình an.
Và ý niệm mùa xuân là ý niệm của quê hương, của cha mẹ, của tổ tiên, của ông bà. Và ý niệm của mùa xuân là ý niệm của gia đình, của sức khỏe, của bình an, phú, quý, thọ, khang, ninh, ngũ phúc được lâm môn vào nhà mình, được bước vào cửa nhà mình. Ý niệm của mùa xuân là ý niệm để cầu nguyện cho mọi điều tốt đẹp nhất đến với chúng ta. Vậy thì cho dù trên bàn thờ tổ tiên hay trên bàn khách của nhà mình có cây mai giả, cây đào giả, nhưng mà ý nguyện thì thật, lời chúc thì thật, đồng tiền lì xì thì có 1 euro thôi hoặc là có 10 cent thôi, nhưng mà ý niệm trong lời chúc đó gói ghém là thật, là đông đầy hạnh phúc, là chứa đựng vô lượng tình thương. Vậy cho nên mỗi cái câu, cái thiệp chúc nào nó cũng màu đỏ, lâu lâu nó có thiệp màu vàng, nhưng mà màu đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Vậy trên cái thiệp xuân nào cũng màu đỏ, cái gì màu đỏ là cái đó tượng trưng cho điều may mắn, theo quan niệm của người Á Đông. Vậy cho nên cái thiệp chúc xuân, cái cánh lộc xuân nó lúc nào cũng đỏ hết. Và rồi các Phật tử để ý là mỗi mùa xuân về, trên cây mai giả này, trên cái cây đào giả kia, tất cả chúng ta đều kết lên đó, kết lên đó lời ước nguyện thiết tha rằng: chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, sức khỏe dồi dào. Và người ta còn dát vàng lên đó nữa cơ, dát vàng lên ước nguyện của mình, thép son, thành tô son lên ước nguyện của mình, để xin cái ước nguyện đó nó đẹp đẽ nhất, nó xuất hiện nhất trong chúng ta, trong gia đình chúng ta, cho người thân chúng ta, cho những người xung quanh của chúng ta. Đó là đặc biệt của ý niệm mùa xuân thật đẹp. Và rồi con chắp tay cũng đến trước cửa Phật, dâng lên 1 nén hương trầm để cầu nguyện cho toàn thể gia đình, cũng cầu nguyện cho cả thế giới này đều được bình an. Vì con hiểu rằng mọi người bình an con mới được hạnh phúc, mọi người yên vui thì con mới được bình an. Cho nên thế giới này chiến tranh được chấm dứt thì tất cả mọi việc sẽ được trở về một vòng quay nhẹ nhàng nhất của nó. Sự bình an được xuất hiện khi tất cả mọi ý niệm đều được hòa thuận và bình an. Vậy cho nên chúng ta đến chùa hay tại tư gia đều là kết lên cái ước nguyện của mình. Cho nên rất nhiều ca khúc như là xuân ước nguyện, xuân nguyện ước, một lời nguyện ước đầu xuân, lời nguyện ước chứa chan, vân vân. Những điều đó đều là một ý niệm rất đẹp của mùa xuân. Cho nên trong giây phút này ta lại nói đến trước cửa Phật rằng một ước nguyện gì nào? Ước nguyện cho đời khi cuộc đời này đẹp, đó là ước nguyện tình thương được lan tỏa khắp muôn nơi. Khi tất cả mọi người đều thương nhau thì sự hòa thuận được diễn ra đầy đủ. Và hòa thì luôn luôn đem lại điều an lành nhất, kể cả trong tài chính. Tài chính cũng có câu rằng: hòa khí sinh tài, bởi vì đồng vợ đồng chồng, tác biển đông sẽ cạn. Cho nên hòa bao giờ cũng đem lại tài lộc, và hòa cũng bao giờ cũng đem lại bình an. Cho nên ước nguyện đầu xuân của chúng ta, khi được may mắn thay ta ngồi trong cửa Phật để hưởng được cái năng lượng an lành từ 10 phương chư Phật và tình thương của các ngài, và cái trong giây phút này mọi ước nguyện của chúng ta được dâng lên trên trang sớ, được kết lên trên cái chắp tay của mình, được nâng niu trên cái cúi đầu của mình, và được khép lại dâng cao trên cái nhắm mắt nhiếp tâm của mình. Trong những giờ phút giây ấy thì ước nguyện của chúng ta đã được tô son, đã được dát vàng trong tâm thức của chúng ta, và nó sẽ trở thành hiện thực trong cuộc đời này. Ai càng tô son nó, ai càng dát vàng nó, tức là càng nhiếp tâm với nó, thì người đó sẽ được hưởng cái phúc âm chính mình lan tỏa trong cuộc đời này. Nếu mình càng thành tâm thì mình lại càng có nhiều phúc báo.
Vậy thì phúc do lòng chúng ta thành mà đến, do tâm chúng ta kết mà nên, duyên do chúng ta tạo mà được, và tất cả mọi cái đều do chính mình nhất tâm mà thành. Cho nên đầu xuân năm mới, quý thầy cũng xin được dâng tặng cho quý Phật tử một lời ước nguyện tha thiết rằng mọi ước nguyện của quý thầy sẽ ước nguyện cho quý Phật tử rằng quý Phật tử cầu là được, ước là thấy, khỏe mạnh, bình an, gia đình hạnh phúc, phu thê hảo hợp, con cháu hòa ái, phương trưởng thành danh, mỗi bước đi đều ở trong ý niệm thiện lành, xuất nhập bình an, mua may bán đắt, làm ăn phát đạt, cha mẹ tăng long trường thọ, quyến thuộc hòa viên các tường như ý. A Di Đà Phật.